xin kính chào tất cả quý vị các bạn. Hôm nay thì anh Tùng và mình có mặt ở ấp 1, xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Bữa nay là sẽ cưa cái cây bàn nhớt này nha quý vị. Cây bàn này thì nó cũng nhỏ thôi, nó không có lớn lắm, nhưng mà nó cao. Nó cao hơn cái nhà xưởng ở bên kia rất là nhiều. Và cái bàn này do là nó lá rụng ở bên đó, bên cái mái nhà đó. Nó làm xét mấy cái mái tôn đó, cho nên là người ta cưa cái cây vàng này luôn để cho trống trải, để cho thứ nhất là không có bị ảnh hưởng tới cái nhà đó, thứ hai là cho cái khu vực cây giống ở đây nè nó thông thoáng. Cây giống thì nó cũng cần một phần bóng mát, nhưng mà mát quá nó cũng không có tốt lắm, cho nên là cần cưa để cho nó thông thoáng ở dưới đây nè. Chừa lại những cái cây như cây bàng lớn bên đây với cây bên đây là đủ che bóng mát này. Anh Tùng anh chuẩn bị đồ nghề máy móc, đang lát nữa anh sẽ cưa cái cây này nha quý vị. Cái này là anh châm xăng châm nhớt máy cưa sẵn. Cây này sử dụng mấy máy cưa anh Tùng? Cây vàng anh. Hai máy. Một máy nhỏ này. Máy nhỏ này với con máy nào anh? Máy 3 năm. Hù ha. Dạ. 354. Sử dụng cái tin. Cái tin nhỏ. Máy nhỏ này mình leo lên cây á, phải cho nó nhẹ. Với mình di chuyển nó dễ, với bò cái nhánh nhỏ nó dễ. Dạ. Thì cương biến. Thì gặp mấy cây lớn nữa, thì mình đem máy lớn nữa. Máy này rất là gọn. Mình sẽ sử dụng cái tin này với một cái máy hù. Đây, cái máy hù này quý vị. Lát nữa cưa cái phần thân lớn á, anh sẽ sử dụng cái máy hù nè. Huana 254. Dưới đây là toàn bộ là cây giống mà chắc dày đặc ở dưới đây luôn. Cây này thì nó nghiêng bên kia nữa. Để coi lát nữa anh Tùng mình sẽ cưa như thế nào nha quý vị. Nghĩ anh sẽ cưa nhỏ nhỏ từng nhánh. Ở đây thì nãy chủ nhà anh ta dọn được một cái khoảng rồi. Chắc cho hồi nữa cho anh Tùng mình bỏ nhánh á. Cái khoảng này tầm khoảng 8-9 mét vuông vậy. Cái thân cây thì nó nghiêng mà cái nhánh thì nó mọc đứng lên không à, cho nên leo là đứng trong mấy cái khe nhánh này nó đau chân lắm. Cây này nói là không có lớn lắm nhưng mà cao mình nghĩ là cũng tầm 12 mét đó quý vị. Ở đây là mình thấy có một cái dấu cắt nè. Cây này hình như lúc trước nó có hai nhánh lớn nhưng mà người ta đã cưa bớt một nhánh rồi.
toàn bộ những cái nhánh là cưa là bỏ vô cái khoảng trống nhỏ nha quý vị. Tới cái đoạn này là nó không có nhánh, leo lên rất là khó nè. Cây nó nghiêng tới cái mức mà anh Tùng nó leo luôn khỏi cái đường dây luôn. Thường á, mấy cây vàng nó vậy là cái nhánh nó nhỏ chứ không lớn, mặc dù cái cây vàng á, cái thân nó lớn, cái nhánh á, thường nó chỉ nhỏ nhỏ vậy thôi, thì nó dạng là nhánh xè. Quý vị cũng biết là cây vàng là cái cây mà che mát rất là tốt, mà nhánh nó là dạng xè, cho nên nhánh nó nhuyễn mà nó rất là nhuyễn nhánh. Mấy cái nhánh đó là hầu như là không có leo ra được. Giờ anh leo gần tới đỉnh đó. Giờ anh đang ở trên độ cao cũng tầm hơn 10 mét đó quý vị. Nè, quý vị thấy nè, rất là cao ha. Cao hơn cái nóc nhà. Cái nhánh đó là nằm trên cái mái nhà, cho nên là anh thấy nóng anh kéo ra ngoài cái khoảng trống ở ngoài. Cưa gần hết nhánh và cái cây nó lắc rất là mạnh. Hầu như là nhánh nào anh cũng phải giữ lại, kéo qua cái khoảng trống hết, không có nhánh nào mà cưa xả xuống luôn được. Oh,
nãy giờ là anh cưa là chỉ bỏ nhánh gọn ở trong một cái khu vực này thôi. Này là cái trái vàng này có gì. Anh cưa hai cái đọt cây để anh chêm hai bên cho nó đừng có tưng qua mấy cái cây giống á. Thằng lát anh sẽ cho ngã ngay phần giữa đó đó. Sẵn cái cây này nó đang nghiêng qua luôn. Mình nghĩ là chỉ cần cưa đẩy con nhẹ cái là nó ngã vô đây rồi. Không cần kéo dây gì hết. Cái vùng mình là cái vùng khổ dừa mà dùng khác không biết làm sao.